ra thì hôm qua Bảo Hân có nhắn tin cho Quang Anh vào lúc 12 rưỡi đêm, nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Nhưng mà Bảo Hân muốn chúc mừng sinh nhật công khai với trước tất cả mọi người. Chúc Quang Anh một tuổi mới sẽ có thật nhiều thành công trong cuộc sống, có nhiều mạnh, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Và quan trọng nhất là luôn biết giữ gìn và trân trọng tất cả những người thân xung quanh chúng ta, những người yêu thương chúng ta. Và dù cho đến khi tức không còn ai ủng hộ Quang Anh nữa thì Bảo Hân sẽ luôn luôn đồng hành và ủng hộ Quang Anh trên tất cả mọi con đường. Thank you.